Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu món vịt nấu chao. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có, cái đây mình sẽ có một con vịt 2,5 kg này các bạn. Và để vịt nấu chao ngon thì chúng ta chuẩn bị đây là chao môn này các bạn. Chao môn các bạn có thể sử dụng bất cứ loại nào, các bạn thấy là mình sử dụng là khôi môn. Khôi môn thì tùy thuộc vô các bạn muốn ăn nhiều hay ít thì chúng ta sẽ cho nhiều hay ít. Đối với 2,5 kg thì mình sẽ chuẩn bị đây là 3 củ khôi môn lớn, 200g gừng, 1 ít tỏi, 1 ít hành tím và đây là 2 củ hành tây. Rau ăn kèm gồm có, cái này là có ngò gai, ngò ôm, hành lá và đây là rau muống này các bạn. Mình sẽ ăn kèm với bún tươi. Gia vị gồm có đường, muối, tiêu. Rồi, mình bắt đầu đi vào sơ chế nguyên liệu các bạn. Tiếp theo mình sẽ cắt gừng rửa vịt các bạn. Tiếp theo mình sẽ cắt khôi môn các bạn. Riêng là các bạn cho vào không? Mình sẽ cho vào đây một ít muối bột các bạn. Mình sẽ cho toàn bộ cái phần gừng đập dập lúc nãy các bạn. Rồi sau đó chúng ta xóc lên. Mình phải xóc trước khi mình cho nước vào nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ ướp vịt các bạn. Đầu tiên sau khi vịt mình được ráo rồi, bây giờ mình sẽ cho vào thau. Tiếp theo mình sẽ cho đây một ít tỏi các bạn. Mình sẽ cho vào đây một ít gừng. Để cho vịt đậm đà mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh đường. Và tiếp theo cái đây là chao này các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 6 cục chao. Mình sẽ cho nước chao vào các bạn. Mình sẽ cho đây một ít tiêu. Rồi mình sẽ đeo bao tay và mình sẽ trộn hỗn hợp để cho thấm này các bạn. Rất là thơm các bạn. Mình sẽ ướp hỗn hợp này trong vòng ít nhất là 30 phút nha các bạn, để cho hỗn hợp chao đã thấm vào vịt nên sẽ rất là ngon.
Tiếp theo mình sẽ nướng hành tây, hành tím và gừng. Rồi mình tắt bếp vào. Mình bắt đầu nấu vịt nấu chao. Đầu tiên mình sẽ cho một ít dầu ăn. Sẽ cho toàn bộ tỏi vào. Mình sẽ cho vịt vào thẳng. Thịt đã xanh ngon rồi các bạn, mình sẽ cho vào đây là 2 lít nước. Tiếp theo mình sẽ cho hành tây nướng. Gừng nướng. Tỏi nướng. Tiếp theo mình sẽ chiên khoai môn các bạn. Ở đây một ít dầu ăn. Mình sẽ vớt cái lớp mỡ lên ra các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một ít chao nữa các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. Tiếp theo mình sẽ cho miếng huyết vào luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm khoai môn chín như các bạn. Đó, khoai môn như thế này đã chín ngon rồi này. Vịt nấu chao rất là vừa ăn, rất là ngon rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nếm thử như thế nào. Wow, rất là ngon luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ múc vịt nấu chao ra nồi lẩu nha các bạn.
À, nhìn rất là ngon. Các bạn lên ăn với mình nhé. Tiếp theo mình sẽ giả hỗn hợp cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây là hai củ tỏi, ba trái ớt, một muỗng canh đường. Mình sẽ cho 4 cục chao các bạn và nước chao. Chị đồng hợp rất là ngon này các bạn. Đại diện nấu chao này các bạn, đó, thịt chị nhìn rất là mềm, rất là ngon. Ăn kèm với rau muống, với bún. Đây là chén chao mà đã giả này các bạn. Cái đây là ngò gai, ngò ôm, hành lá. Rồi, rất là ngon. Clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.